Welcome to our class, English 7. Before you learn the new lessons, I have a game for you to warm up the lesson. Này có một trò chơi để cho các bạn warm up. Trò chơi đây là Penmanism. Penmanism là để rèn luyện trí nhớ của các em ha. Rồi đừng có chat nữa nhé. Vô lớp rồi đừng có chat nữa cho thầy. Ok, trò chơi này như sau. Các em chọn cho thầy ô số 1 và tương ứng với ô A, B, C, D ở bên dưới. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là number, là số. Còn A, B, C, D, E có nghĩa là chữ ha. Rồi em phải chọn cho thầy một cái number và một cái letter, cái ký tự ở bên dưới này. Rồi chọn cho thầy Quốc Khánh, please. Chọn cho thầy số 1 và chữ C. À, number 1. Rồi xem cho thầy coi. Number 1 and C. No, not you. Thank you, chưa đúng. Bạn khác cho thầy. Hải Đăng, please. Thầy number 1 với câu E. À, number 1 and E. No, not correct. Thank you. Thiên Ân, please. Thưa thầy là number 1 with C. À, em có thể chọn số khác nha, không cần chỉ là cứ number 1 thôi. No. Thank you. Another student. Đào Huy Hoàng, please. Em chọn số 1 với 1 với B thầy. One with B thì nãy bạn chọn chưa đúng rồi. Rồi coi xem. No. Thank you. Không phải chỉ chọn số 1, em có thể chọn các cái số bên dưới này nha. Vũ Minh Đức, please. Thầy number one A. À, cứ chọn number 1 không à em. No, not correct. Em cho thầy Thiên Ngân, please. Dạ thưa thầy, number 1 với D ạ. Number 1 với D. Đây nói rồi đây. Ok. Ok, good job, thank you. Congratulations, chúc mừng bạn Thiên Ngân. Em thôi. Võ Thị Kiều Phương. Cái gì number mấy? Number? Đi. Em chọn số mấy? Ừ. Số 5 hả? Em đi thầy. Bạn ấy âm thanh Kiều Phương, thầy không nghe rõ. Đào Huy Hoàng, please. Em chọn số 3 thầy. Đào Huy Hoàng đi. Number 3 và và bên dưới là A, B, C, R, E. A, B, C, E hả thầy? Em chọn là vẫn là số, vẫn là chữ C. Ok, number 1 and C. Ôi chà. No. Ôi. Em thầy ơi, em nhớ rồi thầy. Em thầy ơi. Em gỡ gạt thầy ơi. Em thầy ơi. Em thầy, em biết số. Em thầy ơi. Em lại chơi chơi tay này. À. Em chưa được nè thầy. Gia em chưa được thầy. Dạ thưa thầy là câu phải với C. Phải and C. No, not correct. Em đi thầy ơi. 12. Em đi thầy. Em thầy em một lần duy nhất thôi. Em thầy. Ôi. Ơi. Lưu Phương Anh, please. Thưa thầy là số 3 với lại chữ Y.
À, số 3 đi. No, not correct. Chưa đúng em. Anh thầy, em một thầy nghe thầy. Chân Hải đang nghe. Chân Hải đang nghe. Thầy ơi. Em biết hết rồi thầy, đưa em trở lại đi. Em rồi thầy. Minh Huy thầy ơi. Cho em rồi thầy sẽ kêu Trần Hải Đăng. Thầy ơi. Đăng sai. Dạ thưa thầy là number 4 với B. Number 4 and sai. B, no, not correct. Em đi thầy. Em thầy ơi. Em thầy. Em thầy. Em thầy. Em. Em. Ai thầy? Thiên Ân. Thầy là number 2. Em. Ai đi ơn? Em đi thầy ơi. Em. Number 2 and E. Number 2. Đăng. E hả? Đâu, bạn đã kêu B mà thầy. Thôi được rồi. Number 2. E, em nói E thầy ơi. Em nói là E. Rồi, thank you. Thầy ơi, em. E ở ngoài đời ấy thầy. Rồi, em thầy. Em. Em biết thầy, em biết đáp án rồi. Em biết thầy. Em biết rồi, em biết thế rồi. Bạn là Bảo rồi, Huy. Nói làm gì? Biết rồi, trả lời làm gì? Thôi được rồi, nói chuyện nữa bạn Huy. Em đi thầy. Thầy, em chưa được gọi này. Bảo Huy trả lời thế này đi. Em chưa được coi. Em đi thầy. Thầy ơi. Em vừa kho và. Kỳ quá rồi. Thầy. Chậm thầy quá bạn Thái Tuấn. Thầy kỳ quá. Em đi thầy. Thái Tuấn trả lời cho thầy đi. Em. Thầy là 3 với B. À, number 3 and B. Em. Ok, good job. Thank you. Nguyễn Hương Trúc, please. Number 4 với A. Number 4 and A. Chưa đúng, not correct. Làm lại cho thầy. Minh Huy thầy. Dạ Long thầy. Rồi, Lê Minh Huy đi em. Dạ, dạ thầy là 4 với C. 4 and C. Ok, good job. Ôi, last one. Rồi câu cuối thì chắc chắn đúng Phương. Rồi. Thầy là five and A. Ok, thank you. Five and A rồi, thank you. Và hôm nay các bạn sẽ học today is Friday September 24, 2021, Unit 2, Personal Information, Part A, Telephone Numbers. 1, 2, and 3. Bạn viết đầu bài cho thầy ha. Xong rồi thầy ơi. Hôm nay okay. Học sớm thầy. Xong rồi thầy ơi. Ok, today you learn about unit 2. Đợi tí. Before you learn it, we have some vocabulary. I have the word personal. Lê Minh Huy, personal. Em chưa đặt tay xuống. Ok. Thiên Ngân, please. Dạ thưa thầy là cá nhân ạ. Ok, thuộc về cá nhân, thank you. Look at the picture. They are corn. They are calling. Hoài Nhung, please. Thưa thầy là gọi điện thoại. Ok, good job, gọi điện thoại. Thank you. Information. Thiên Ngân, please.
Em quên bỏ tay xuống. Ok. Information, Hoài Nhung. Thưa thầy là thông tin. Ok, thông tin. Ok, look at the picture. We see the telephone. Vũ Minh Đức, please. Thưa thầy là điện thoại. Ok, điện thoại. Good job. Thank you. I have to work soon and late. Hai cái này từ này trái nghĩa với nhau nhé em. Thiên Ngân, please. Dạ thưa thầy là sớm và trễ. Ok, thank you. Sớm và trễ. Trái nghĩa vẫn là trễ ha. Soon and late. Look at the picture. This is a directory. Directory. Lê Hoàng Bảo Ngọc, please. Thưa thầy là danh bạ điện thoại. Ok, thank you. Đây là danh bạ. Cuốn danh bạ điện thoại. Telephone directory là danh bạ điện thoại. Phần này directory có nghĩa là danh bạ đấy ha. Rồi, các bạn viết từ vựng cho thầy đi. Xong rồi thầy ơi. Xong rồi. Rồi. Bạn xong rồi đợi rồi. Bạn lần trước nhé. Chưa thầy. Ừ, bạn đã xong rồi thì cứ viết em đi. Em chưa thầy ơi. Ừ, viết đi. Xong rồi đó. Ok. Listen and repeat after me. Personal. Chưa thầy ơi, em còn hai từ nữa. Rồi, cứ viết đi. Vừa viết vừa đọc luôn. Theo thầy. Personal. Corn, information, em nhìn cái dấu đỏ đấy là dấu nhấn đấy em, information, telephone, soon, late, directory, now listen and repeat after me, personal, call, information, telephone, soon, late, directory. Okay, now who can? Xong rồi thế ơi. Okay, who can read the vocabulary? Vũ Minh Đức, please. Vũ Minh Đức, can you hear me? Có nghe thấy thầy nói bạn Đức không? Thấy giơ tay. À có thầy, em tắt mic luôn. Personal, car, information, telephone, sun, light, directory. Ok, để cho thầy động từ gọi điện thoại là call. Nó giống như chữ cao á, chữ cao là đây là tone, là chữ T. Còn này là chữ C, đọc là call. Âm ồn nha. Ngô Trần Thiên Ân, please. Personal, call, information, telephone, soon, play, directory. Directory. Này information ấy mà information, information âm ơ nhẹ thôi. Đào Huy Hoàng, please. Yeah. Preston. Personal, call, information, telephone, sun, light, directory. Okay, thank you. Nguyễn Quốc Khánh, please. Thầy, personal, call, information, telephone, sun, light, directory. Okay, để cho thầy chữ sớm này đọc là soon nha, soon. Hai chữ O đọc là chữ U trong tiếng Anh nha. Soon. Lê Doãn Thiên Ngân, please. Personal, call, information,
person, telephone, soon, late, directive. Okay, directory. Thank you. Lazy fat, please. Thưa thầy, personal, cold, information, ten, telephone, phone, sun, sun, light, soon, 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 light, direct, directory, huh? Directory, thank you. Lê Đặng Gia Long, please. Thầy là personal, call, information, telephone, soon, late, directory. Okay, thank you. Now, give me the English. I have the word thông tin. Ai cho thầy biết thông tin, nghĩa là tiếng Anh là gì? Nhắc lại cho thầy. Gia Long, please. Thưa thầy là information. Okay, information. Okay, I have the work soon, late. À, sớm và trễ. Quốc Khánh, please. Dạ, thưa thầy là soon, late. Soon, ha, soon. Soon, late. Thank you. Thuộc về cá nhân. Thiên Ngân, please. Personal. Okay, personal. Tell me, danh bạ. Ngô Trần Thiên Ân, please. Directory. Okay, direct. Directory hoặc là directory. Ha. Xu hướng bây giờ người ta đọc gọn lại directory. Hoặc là em đọc là directory cũng được. Okay. Gọi điện thoại cho thầy. Động từ gọi điện thoại. Đào Huy Hoàng, please. Dạ, thưa thầy. Call. Dạ, thưa thầy, okay. Là call. Call. Điện thoại. Xem bạn nào thì đấy chưa phát biểu ha. Ai chưa phát biểu? Võ Minh, Nguyễn Võ Minh Toàn, please. Hay là telephone. Ok, telephone. Thank you. Do you often talk with someone on the phone? Yes or no? Do you often talk someone on the phone? Yes or no? Em có thường nói chuyện với ai trên điện thoại không? Yes or no? Yes. Ok, yes, of course. Bây giờ các bạn này sử dụng điện thoại rất là nhiều em. Như em là rất là siêng sử dụng điện thoại. Tiếp theo, number two. Do you know the question asking for telephone number? Yes or no? Em có biết câu hỏi để hỏi số điện thoại của người khác như thế nào không? No. Em biết thầy. Ai biết? Raise your hand. Vũ Minh Đức, please. Cho thầy là what's your telephone number? Okay, good job. What? Thank you. Lê Hoàng Bảo Ngọc. Hỏi số điện thoại hả thầy? À, hỏi số điện thoại bạn mình thì hỏi sao? Nhắc lại cho thầy. What's your number? Okay, what's your telephone number? Number three. Do you know how to give your telephone number to others? Em có biết khi là người ai hỏi mình số điện thoại thì mình trả lời tiếng Anh không? Biết không nha? Rồi, bài học hôm nay mình sẽ học về cách hỏi và trả lời điện thoại. À, ask about telephone number. Thì em sẽ đặt câu hỏi như các bạn vừa trả lời rồi. What's your telephone number? Số điện thoại của bạn. Đó, thì em trả lời thì em chỉ đọc cái số ra thôi. Ví dụ, what's your telephone number? Số điện thoại của thầy là cái số này thì tao đọc là 8-2-3-5-8-7-6. À, đọc số điện thoại thì em cứ đọc cái số lên thôi ha. Cấu trúc của hỏi số điện thoại. À, what's your telephone number? Hoặc là em hỏi số điện thoại của cái anh nào đó thì em sẽ hỏi bạn mình là what's his telephone number? Em hỏi của cái cô nào đó thì em sẽ đặt câu hỏi là what's her telephone number? Rồi các bạn ghi cho thầy cấu trúc cô cho thầy ha. Các bạn ghi cho thầy cấu trúc.
Xong rồi thầy ơi. Ok. Em chưa xong thầy ơi. Ừ, bạn nào xong rồi thì ngồi ơi. Yên. Không có nói ha. Thầy biết rồi. Bạn nào chưa xong thì cũng cứ viết cho xong. Thầy chưa có bật qua đâu. Bạn nào xong rồi thì ngồi yên nhé. Không phải nói. Thầy biết rồi. Xong rồi thầy ơi. Ok. Continue. I have the telephone of Đào Văn An. Ví dụ bạn Đào Văn An, thầy sẽ hỏi là What is Đào Văn An's telephone number? Số điện thoại của Đào Văn An thì là số bao nhiêu? Và em đọc cái số lên thôi. Và nhớ cho thầy số 0 đây là đọc là Âu nhé. Rồi một bạn đọc cho thầy. Trần Hải Đăng. 7 3 5 6 1 0. Ok. Phạm Việt Anh. Read the number. Phạm Việt Anh. Lê Doãn Thiên Ngân. 7 7 3 5 6. Đâu phải 7 8, em. 8. Ok. 9 5 5 6 1. Ok, thank you. What is the telephone? What is Phạm Thành Bá telephone number? Vũ Minh Đức, please. Dạ, thầy là 5 5 2 6 7 1 1 7. Ok, thank you. Đinh Thị Băng. What is Đinh Thị Băng telephone number? Ngô Trần Thiên Ân, please. 9 2 5 2 8 8. Ok, thank you. What is the telephone Vũ? What is Vũ Thành Bất telephone? Lê Đặng Gia Long, please. Thầy là 6 2 7 5 5 6 4. Ok, thank you. What is Bùi Ngọc Bích telephone? Nguyễn Võ Minh Toàn, please. 5 2 2 3 1 2 2 6. Ok, thank you. Say that again, nhắc nhắc lại số điện thoại cho thầy. Đào Văn An. Trần Gia Bảo. Dạ thưa thầy, 7 7 3 4 5 6 1 0. Ok, 0 hay là thế này đọc lại 6 1 0 cho thầy ha. Number 2, Phạm Việt Anh. Lưu Phương Anh, please. 8 2 6 9 5 5 6 1. Ok, thank you. Nguyễn Quốc Khánh, please. Number 3. 5 2 6 7 1 1 7. Thank you. Lê Minh Huy. Đinh Thị Băng. Dưới đó thầy là 9 5 2 2 8 8. Ok, thank you. Vũ Thành Bất. Vũ Thành Bất, ok. Read the telephone number. Vẫn còn nhiều người giơ tay hả? Có ai? Sao thầy thấy đây là 6 người giơ tay mà có thấy ai giơ tay đâu? Rồi đọc cho thầy. Mai Quốc Đạt đi em. Vũ Thành Bất. Dạ thưa thầy là 6 2 5 5 6 4. Ok, thank you. Bùi Ngọc Bích. Nguyễn Yến Nhi.
Bạn Nguyễn Yến Nhi có còn ngồi học không đây? Đi bài lắm. Nguyễn Yến Nhi vắng hả? Nguyễn Yến Nhi vắng à, vô đây ngồi nhưng mà không có thấy phát biểu nè. Thầy đọc tên là không thấy đâu nha. Bùi Nguyễn Ái Vi, đó cái thầy, Bùi Ngọc Bích. Thưa thầy là I, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Ok, thank you. Và cái bài này rất dễ đọc số điện thoại thôi. À. Rồi, thầy sang phần tiếp theo. Phần này các bạn sẽ listen and write the telephone number. Các em sẽ nghe và viết lại số điện thoại cho thầy thôi nha. Trong này có A, B, C, D, E, F. Có 6 số điện thoại các bạn phải nghe. Now listen and take 8, notes. 251-654. 8-250-514. 8-521-936. 8-351-793. 8. Mình nhắc lại là trong giờ học không có được chat nha. Chat cái gì thầy ở trên này thầy hiện hết rồi đây này, thầy nhìn thấy hết đấy nha. Nên không có chat á. Rồi các bạn nghe lại. Now listen again. 8-251-654. 8-250-514. 8-521-936. 8-351-793. 8-237-041. 8-821-652. Okay, the first number, số điện thoại đầu tiên, ai nghe ra? Ai nghe ra? Lê Minh Huy, please. Dạ, thưa thầy là O, A, 2, 5, 1, 6, 5, 4. Cái này không có O, trên đầu không có O nhé. 8, nó đọc là 8-251-654. À. The second, số điện thoại số 2. Rồi các em nghe lại lần nữa nha. Nghe lại này, nghe đánh dấu cho thầy. 8-251-654. Đó, một số. Số thứ hai. Rồi các bạn nghe lại. Nó bị ấn, nó bị chạy mất rồi. 8-251-654. 8-250-514. 8-251-936. 8-251-693. 8-821-652. Okay, C. Who knows? Số điện thoại số 3. Lê Minh Huy, please. Dạ, thầy là A-5-2-1-9-3-6. Okay, thank you. A-5-2-1-9-3-6. Tiếp theo, number Sinton D. Number Nguyễn Thị Hoài Nhung, please. Dạ, thưa thầy là A-3-5-1-7-9-3. Okay, 8
351793. Thank you. Continue. Who can? Hoài Nhung trả lời được nữa không em? Dạ có. Rồi trả lời cho thầy luôn đi em. Dạ thưa thầy là 8, 2, 3, 7, 0, 4, 1. Ok, 8, 2, 3, 7, 0, 1, 0, 4, 1. Thank you. The last one, Lê Doãn Thiên Ngân, please. Thầy Mạng. 8, 2, 4, 6, 7. Ok, 8, 2, 1, 6, 5, 2. Now listen and check your answer. Các em nghe lại lần nhé. 8, 2, 5, 6, 5, 3, 8, 2, 3, 7, 0, 4, 1, 8, 8, 2, 1, 6, 5, 2. Okay. Number 3. Tell me, who are they? This is Hoa and Thiên Ân. It's Hoa and Lan. Okay, this is Hoa and Lan. They are talking about telephone number. Huh? Now listen to the dialogue between Hoa and Lan. Excuse me, Hoa. Yes, Lan. What's your telephone number? 8262019. Thanks. I'll call you soon. Listen again. Excuse me, Hoa. Yes, Lan. What's your telephone number? 8262019. Thanks. I'll call you soon. Rồi, em để trước này chỗ này có là excuse me, Hoa, có nghĩa là xin lỗi bạn Hoa cho mình hỏi cái này một chút. Rồi, và bạn Hoa sẽ trả lời là yes, Lan, có chuyện gì vậy bạn Lan? What's your telephone number? Có nghĩa là số điện thoại của bạn là số mấy? Và bạn đọc là 8262019. Lan trả lời là thanks, I'll call you soon. Cảm ơn bạn, mình sẽ sớm gọi điện cho bạn. Now practice the dialogue. Thiên Ân and Minh Đức, please. Excuse me, Hoa. Yes, Lan. What's your telephone number? 8262019. Okay. Thanks. I call you soon. Okay. Thank you. Đào Minh Hoàng, Lê Minh Huy, please. Excuse me, Hoa. Yes, Lan. What's your telephone number? 8262019. Ok, Huy. Em đọc bài thầy. Em đọc bài mà thầy. Rồi. Thanks, I call you soon. Okay, I call you soon. You soon. Quốc Khánh and Thiên Ngân, please. Excuse me, Hoa. Yes, Lan. What's your telephone number? 8262019. Thanks, I call you soon. Thank you. Trần Gia Bảo và bạn Bảo Long.
Excuse me, Hoa. Bảo Long đọc đi em. À, Gia Long, sorry. Gia Long. Yes, Lan. Con đi Bảo. Bảo đâu rồi, không thấy đọc nữa em. Mất tích nữa thôi. Hay đọc lại từ đầu rồi. Rồi, đọc lại cho thầy đi. Bạn Gia Long. Với cả bạn Lê Minh Huy. Excuse me, Hoa. Yes, Lan. What's your telephone number? Hồi nãy em bị lắc, em không nghe được gì hết thầy ơi. I choose O-R-9. Thanks. I call you soon. Ok, thank you. Rồi, về nhà các bạn viết cái đoạn nói chuyện này vào trong vở cho thầy nhé. Rồi, tiếp theo cho thầy đi. Rồi, đến cho thầy phần này. Ask your classmates and complete the list. Em sẽ hỏi ba bạn trong lớp của mình nhé. Cột đầu tiên là name. Cột thứ hai là address. Cột thứ ba là telephone number. Rồi khi em muốn hỏi tên bạn em thì em sẽ đặt câu hỏi làm sao nhỉ? Who can? Em thầy. Raise your hand. Thưa thầy là what's your name? À, what's your name? Rồi, bạn mình trả lời là my name Nhật đi, bạn mình là tên là Nhật. Thì mình sẽ trả lời viết tên Nhật vào cái cột này ha. Đoạn số 2, khi hỏi về address. Ai đặt cho thầy câu hỏi về address thì em sẽ đặt câu hỏi làm sao? Ngô Trần Thiên Ân, please. What is your address? Ok, what is your address? Hoặc là một câu khác, đặt câu hỏi như địa chỉ thì đặt câu hỏi sao? Đào Huy Hoàng, please. Thì tôi thấy là when do you live? Ok, where do you live? Or what's your address? À, bạn sống ở đâu? Hoặc là địa chỉ của bạn là số bao nhiêu? Thì em sẽ trả lời, nếu mà em trả lời là I live in Bùi Chu, bạn mình trả lời là I live in Bùi Chu thì mình sẽ ghi vào đây là bạn mình tên là Nhật, sống ở Bùi Chu. Rồi, tiếp theo hỏi về telephone number thì hỏi sao nhỉ? Lê Đặng Gia Long, please. Thưa thầy là what's your telephone number? Ok, what's your telephone number? Và bạn mình trả lời là is 0613-211-799 thì em sẽ ghi số điện thoại của bạn. What? Cái gì đấy anh hỏi? Gì đang? Đang kêu gì vậy? Trần Hải Đăng hả? Kêu gì sau đi. Rồi các bạn kẻ cái ô này vô cho thầy. Ừ. Đoạn hội thoại ở trên về nhà viết vào chừa ra nhé. Và kẻ cái ô này để hỏi thông tin bạn mình. Mình phải hỏi ba bạn cho thầy ha. Thầy có kiểm tra không thầy? Thì em làm thì em viết vô hoàn thành đưa cho thầy. Rồi làm sao mình thầy yêu thầy? Cầu chụp hình gửi cho thầy thì chụp thầy. Hình nha. Làm sao mình hỏi được người ta trong khi đó mình không biết số điện thoại người ta và địa chỉ người ta thầy? Thì mình hỏi, trời người ta hỏi người ta trả lời thì mình viết vào. Rồi bây giờ bạn Gia Long đi hỏi. Bạn Đào Huy Hoàng, answer. What's your name? My name Hoàng. Đó, em viết Hoàng vô. I live in Phú Sơn. À. What's your telephone number? 0948A34A4A0. Okay. Ok, thank you. Đó, em hỏi bạn em như vậy, bạn em đọc thông tin thì mình sẽ take notes vào đây ha. Mình ghi ví dụ đây là Hoàng nè, Phú Sơn nè. Sau đó em ghi telephone number của bạn Hoàng vào ha. Được chưa? Đó, gọi điện hỏi bạn mình cũng được ha. Trần Hải Đăng hỏi thông tin cho thầy. Hỏi bạn Nguyễn Quốc Khánh.
Yeah. What's your name? Ôi, Khánh. My name is Khánh. Where are you live? I live in Phú Sơn. What's your telephone number? Không nhớ rõ. Không nhớ số điện thoại, đọc đại đi. Em không nhớ thầy ơi. Rồi về nhà hỏi mẹ số điện thoại rồi. Nói chung em thực hành thôi, em đọc số điện thoại. Thầy trả lời 0 1 1 2 3 4 5 6 7 đúng thầy. Rồi thank you. Thôi bạn muốn lại số điện thoại gì thì bạn trả lời ha. Em bịa ra số điện thoại em hỏi bạn vẫn được. Rồi đừng có chat nữa nè. Lê Minh Huy này, Nguyễn Hương Trúc nè, không có chat đó nha. Rồi Trương Hoàng Linh nè, ai chat là trên thầy hiện lên hết đấy nha. Trên không có chat trong giờ học, nó cứ hiện lên cái màn hình của thầy thôi. À, số đây này nhiều được thế. Rồi, hai bạn khác hỏi lại cho thầy, Thiên Ân and Thiên Ngân. Hai bạn này hỏi và trả lời cho thầy. Your name? My name is Ngân. What's your address? Thầy ơi, số người giảm. Rồi bạn hỏi địa chỉ để trả lời I live thôi. Nó thoát ra luôn rồi thầy. Rồi được rồi, hết tiết rồi đó. Rồi các bạn về nhà các bạn thực hành, các bạn điền thêm cho thầy thông tin cho thôi ha. Rồi về nhà các bạn học từ vựng và cấu trúc. Rồi và hoàn thành cái phần số 3 đi cho thầy ha. Chuẩn thầy ơi, quay lại em chụp lại thầy. Chỗ đấy chưa kia. Cái chỗ đấy, cái chỗ trước đó thầy. Trước hôm qua. Trước hôm qua, cái này có gì đâu mà chép. Không. Okay. Về nhà kẻ cái bảng hỏi bạn mình thôi nhé. Rồi được rồi. Tạm biệt các em. Hẹn các em biết sau ha. Rồi goodbye.